Ok, một tình huống đi gánh có lẽ là thành công đến từ vị trí của Tô Mỡ khi mà Tử Long còn rất thấp máu, nhưng mà ấy sao ở đường dưới này nó đông thế, tụ tập kiểu gì lại có cả Chu Triển các thứ các kiểu thế này. Một trận đấu nghe chừng đã là khá là căng thẳng rồi. Ông xạ thủ bên phía Tim Mỡ lên bảng điểm số 3 lần rồi anh em ạ. 10 seconds later. Rồi ở đây Mỡ đang lao vào hạ gục đi được, đó là chiều sôi mạng thứ 7 của Mỡ trong trận đấu này rồi anh em ạ. Một game đấu rất là vất vả nhưng Mỡ vẫn đang là người gánh team, Mỡ đang là người đi đầu. Người đi đầu dĩ nhiên là chú lái tàu, và Mỡ tiếp tục có được cái mạng thứ 8 đang là truy kích, và đó là One One mạng thứ 9 rồi. Wow, kinh quá. Ok, đây sẽ là... Ôi, Mỡ bị hạ gục mất rồi. Nhưng mà... Ơi, Irithel về đi kìa. Tôi chắc là phải chờ lết Irithel khỏe thôi anh em ạ. Không biết Irithel bây giờ như thế nào rồi anh em nhỉ? Vãi lít. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Đùa thôi. Đây, để tôi lo. Đây là One One đã phải lên bảng điểm số. Tiếp đến là Tổng Lư, con này khá xanh. Nhưng mục tiêu của Mỡ là đôi mạng đến từ Fanny kèm theo đó là Framis. Và đây sẽ là Tử Long, anh ta quá xanh và sời mạng thứ 14 anh em ạ. My pleasure. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Thi thoảng Mỡ cũng lại gọi là làm video clip và nhớ về cô nàng Karina, bởi vì ở thời điểm hiện tại cùng với những cái vị tướng đang hot hot ở thời điểm khác, ở thời điểm này thì Karina đang được đánh giá là một trong những cái vị tướng sát thủ phép mạnh nhất cũng như là hữu dụng nhất, trong cái việc anh em hoàn toàn có thể sử dụng Karina để leo từ rank thấp lên đến rank thần thoại ở mùa giải thứ 26 này. Vì ngưỡng sức mạnh của Karina ở thời điểm hiện tại nó đang cực kỳ là ổn định, với bộ kỹ năng có thể kích hoạt được sát thương chuẩn, kèm theo đó là cái ngưỡng sắc sức mạnh sát thương phép nó được dồn vào rất lớn trong những cái tình huống mà Karina lao vào kẻ địch. Đấy, và cái con Karina này thì có lẽ rằng anh em cũng không quá là lạ lẫm rồi. Nhưng nếu như mà anh em nào mà mới chơi Mobile Legends thì anh em hoàn toàn có thể gọi là chơi giống như cái video clip này của Mỡ lên đúng những cái món đồ giống như mà Mỡ đã lên điều trị ở trong cái video clip này. Và cái bảng ngọc mà Mỡ lựa chọn và ở trong cái việc đó là đi rừng để có được cho mình những cái tình huống gánh team anh em nhá. Vì là cái con Karina này thì cá nhân Mỡ cho rằng là đây là một trong những vị tướng sát thủ là tương đối dễ chơi, dễ trúng thưởng. Nếu như anh em am hiểu và thông thạo cái combo đến từ cái con Karina này. Và combo của em Karina này nó cũng chẳng có gì là phức tạp anh em ạ. Combo rất là đơn giản. Anh em bật chiêu 1 để lao vào kẻ địch. Nhớ rằng cái chiêu 1 này nó sẽ có rất là nhiều công năng anh em nhá. Công năng thứ nhất của chiêu 1 đó là tăng tốc độ di chuyển. Và nếu như mà anh em mà ấn vào nút attack đánh thương để lao vào kẻ địch ý, thì nó sẽ lướt đi một đoạn, áp sát kẻ địch nhanh hơn. Cái công năng thứ hai của cái chiêu 1 đó chính là nó sẽ miễn nhiễm đi cái lượng sát thương đến từ những cái đòn đánh thường. Của cái con Karina này. Tức là anh em tưởng tượng nếu như mà One One tấn công vào anh em ý, thì One One sẽ không thể nào tấn công được vào chúng ta, và One One sẽ bị phản lại sát thương. Đấy, kiểu đấy, kiểu như này anh em có thể thấy đúng không ạ? Nói chung là cái con One One này nó có rất nhiều cái con Karina này nó có rất nhiều những cái ưu điểm đến từ cái chiêu 1, và nếu như mà anh em có thể tận dụng được thì nó sẽ mang đến cái nguồn sức mạnh rất là lớn. Đó là chiêu 1 nha. Chiêu 2 của em Karina này về cơ bản là gây sát thương xung quanh để mà kích nội tại thôi. Nó chỉ đơn giản là như thế thôi, gây sát thương xung quanh kèm theo đó kích nội tại. Và chiêu cuối của Karina, cái ảo ảnh tập kích, sẽ là một cái kỹ năng mà Karina sẽ lao vào mục tiêu, sau đó ngay lập tức để lại một cái ấn phía sau. Sau đó anh em tái kích hoạt chiêu cuối thì Karina sẽ lướt qua và lướt đến cái ấn mà đã để lại đấy, gây thêm một lần sát thương nữa. Và cái nội tại của Karina nếu như anh em để ý kỹ thì sau 3 đòn tấn công hoặc là anh em dùng skill thì Karina sẽ kích được cho mình đó là cái sát thương chuẩn. Và để mà có thể nhìn thấy được rõ cái sát thương chuẩn, anh em có thể nhìn thấy ở dưới chân những cái con quái rừng hoặc anh em nhìn đao mà Mỡ đang đánh. Đấy, nó sẽ nảy sát thương chuẩn. Và sát thương chuẩn này nó sẽ gây ra, nó không phải là một cái sát thương chuẩn cố định mà nó sẽ gây ra dựa theo tương ứng cái lượng máu đã mất đến từ vị trí của kẻ địch.
Đấy, tổng qua là cái con Karina này ở thời điểm hiện tại nó đang trở thành một trong những cái vị tướng sát thủ đang rất là mạnh. Nếu như anh em biết chơi, nếu như anh em chơi khéo. Đấy, nhưng mà về cơ bản là chúng ta chém gió như vậy thôi. Chứ nói thật về anh em là cái con Karina này thì về cơ bản đây cũng là một trong những cái vị tướng có bộ kỹ năng tương đối đơn giản nhưng khá là sợ những cái hiệu ứng khống chế. Và ở trong trận đấu này team bạn nhiều khống chế quá anh em ơi. Khi mà có Tử Long, có Chill, có Wan Wan, có Framis và thậm chí là Fanny thì không có khống chế nhưng lại rất cơ động. Ở trong trận đấu này thì team mỡ cũng không có một cái vị tướng tanker nó thực thụ. Mà team mỡ thì ông Johnson lại đi cùng với cả ông Kazita, cho nên là mỡ đánh nhau rất là một mình. Nên là nếu như mà anh em nào mà rơi vào cái tình huống thọt giống như là mỡ đang chơi trong trận đấu này này thì anh em nên cố gắng giai đoạn đầu game chúng ta nên trốn đi farm để mà có được cho mình cái gì anh em, có được cho mình đó là cái trang bị trượng học giả. Và luyện thêm một cái thói quen nữa đó chính là chúng ta chỉ có lao vào giao tranh khi mà đồng đội của chúng ta đã lao vào mà thôi, chứ chúng ta không lao vào đầu anh em nhá. Nhưng có những cái tình huống mà chúng ta phải lao vào đầu anh em ạ. Ví dụ như cái tình huống này này sẽ làm cái pha mỡ trừng phạt thành công cái con rùa. Không có một người đồng đội nào của mỡ ra giúp cả. Tuy nhiên cái con rùa đã thuộc về phía team của mỡ ở trong cái tình huống này. Đấy. Nói chung là chơi con Karina này đôi khi chúng ta sẽ phải tự thân vận động anh em ạ. Chứ chúng ta cũng sẽ không thể nào có được những cái tình huống là nhờ cậy vào đồng đội đâu. Tuy nhiên Karina không phải bỗng dưng cái con tướng sát thủ này nó lại trở thành một trong những cái vị tướng sát thủ mạnh nhất trong cái tựa game Mobile Legends này anh em ạ. Nó phải có lý do anh em ạ. Và cái lý do của Karina ở đây là gì? Cái khả năng lao vào tạo ra được một cái nguồn sát thương đột biến và nhanh chóng. Và cái thứ hai là Karina có khả năng áp sát từ rất xa. Và quan trọng nhất là cái chiêu cuối của Karina, nếu như anh em kết liễu đi được cái địch là anh em sẽ được gọi là hồi lại cái chiêu cuối. Và điều này sẽ mang đến cho cái sức mạnh của con Karina có thể nói là đi gank một cách rất là nhanh chóng. Nó không giống như những cái vị tướng mà kiểu cần level quá là nhiều đâu anh em ạ. Rồi, ở đường dưới là mỡ đang thấy ở đây là có Banman kèm theo đó là Tử Long này. Ok, ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như là cái sự thất thế đang thuộc về bên phía team mỡ khi mà mỡ đang bị ép phải giao tranh trong những cái tình huống mà cái KDA đang thiên về bên phía của team bạn. Tổng chỉ số mạng của ở thời điểm hiện tại đang là 7 cũng như là 14, nhưng mỡ đang níu kéo lại những tia hy vọng cho team mỡ bằng việc hạ gục đi được các thành viên bên phía của team bạn mang về hai mạng hạ gục đầu ở trong cái trận đấu này rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái sức mạnh của team bạn ở giai đoạn đầu game nó vẫn đang nằm ở đó là cái vị tướng hình như là cả năm thành viên bên phía của team bạn anh em ạ. Con nào nó cũng có được cho mình đó là cái khả năng dùng sát thương mạnh. Nên là ở trong cái trận đấu này mỡ sẽ cần phải bỏ qua những cái món trang bị dườm dài để mà mỡ lên sau khi xong được cho mình đó là cái trượng học giả nhá. Mỡ sẽ cầm đó là cái pha lê ánh sáng. Tầm này sát thương lao vào vẫn là đau. Tiễn được hai thành viên bên phía của team bạn lên vào điểm số. Tuy nhiên Tử Long anh ta đánh hơi được một tình huống lao vào đến từ vị trí mỡ nên là anh ta đã dùng cái chiêu của Hero Never Fade rồi anh ta lùi về rồi. Trong khi đó thì ở đường dưới thì có đó là Banman bị hạ. Fanny bên phía của team bạn có được mạ gục và mỡ ở dãy đường dưới này. Bớ vào vị trí của Fanny bên phía của team bạn, sát thương dồn vào khiến cho Fanny mất rất nhiều máu. Và rất may một cái tình huống băng trụ liều lĩnh đã mang về cho mỡ mạ hạ gục, kèm theo đó là shutdown đến từ vị trí của người đi rừng bên phía của team bạn. Wow, một cái trận đấu mà anh em có thể nhìn thấy đây là một cái trận đấu rất là căng thẳng. Về cơ bản là cá nhân mỡ cho rằng là cái con bài Karina này đây là một trong những cái vị tướng sát thủ mà mỡ sẽ chỉ dùng cái vị tướng này khi mà những cái trận đấu mà mỡ cảm thấy rằng là nó rất là căng thẳng. Ví dụ như ở trong cái trận đấu này khi mà anh em có thể nhìn thấy team của mỡ đang ôi Wan Wan vẫn đang có được những cái mạng gục đến từ cái vị tướng Irithel bên phía của team mỡ anh em ạ. Irithel lên bảng điểm số quá nhiều. Trong khi đó thì ở đường giữa là có đó là cái vị tướng Tử Long. Ui, thậm chí Tử Long còn có được cho mình một mạng gục rất là nhiều. Và mỡ vừa shutdown đi được anh ta. Không chỉ có đó là cái con Fanny và các thứ kiểu đâu, đó còn Tử Long đồ các thứ các kiểu nữa các anh em ạ. Và chưa không kể là Tử Long thì bạn còn có những cái vị tướng có thể nói là chấn thủ ở trong trận đấu này cũng mang đến một cái nguồn e gại, đó chính là cái con Chill kèm theo đó là Framis. Với trận đấu mà về cơ bản là cá nhân mỡ cho rằng là nó đang mang đến rất là nhiều bất lợi dành cho team của mỡ, rất khó để mà có thể thắng được. Bởi vì là chúng ta có thể nhìn thấy xạ thủ bên phía team của mỡ đánh nó ố dè quá anh em. Mà bây giờ cái sức mạnh của chúng ta về cơ bản nó chỉ mạnh ở khoảng tầm giai đoạn giữa game. Bây giờ kiểu chúng ta kéo về cuối game nhưng mà kiểu chúng ta mà xạ thủ chúng ta không biết chơi thì làm sao mà thắng được. Đây một cái tình huống mà team mỡ đã hạ gục đi được đó là cái vị tướng Chill. Mỡ sẽ quay người trở lại đánh với những người đồng đội của mỡ nha và lao vào giao tranh. Tiễn đó là cái vị tướng à đây là Framis anh em ạ. Tiếp đến là dồn sát thương vào Wan Wan. Wan Wan đang vừa nhảy vừa lùi, vừa nhảy vừa lùi. Tuy nhiên sát thương đến từ Karina Femme là quá lớn. Tiễn Wan Wan lên bảng điểm số.
mạng thứ 15 của cả team ở trong cái trận đấu này. Phần nào đó đuổi được những cái tổng chỉ số về mạng hụt của team bạn anh em bảo ôi tử long nhỉ, ôi nó chọc kiểu khiếp, nó chọc mỡ như kiểu chọc tiết canh anh em ạ. Ở thời điểm hiện tại tử long đã được 8 mạng hạ gục rồi, trong khi đó thì đồng song sát với bên đó chúng ta có thể nhìn thấy ở vị trí của Fanny với 6 mạng hạ gục và One với 8 mạng hạ gục. Ở trận đấu này team bạn có thể nói là đang cực kỳ tuyệt vời ở mọi vị tướng trên mọi vai trò, tanker đồ các thứ các kiểu thì cũng có những cái vị tướng giao tranh mạnh, đam thì ổn. Bên phía của team mỡ thì lại chỉ có mỗi duy nhất Irithel mà thôi. Mỡ thì biết được cái điều đó cho nên là mỡ đang muốn ép giao tranh ngay những lúc mỡ có thể, bởi vì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại cái con Karina này nó vẫn có sát thương như anh em có thể nhìn thấy. Những cái tình huống lao vào dồn sát thương lên cái đấy. Nhưng Karina này là một cái con Karina mà cá nhân mỡ cho rằng mỡ sẽ lên phím đam, cho nên là mỡ sẽ không có được cho mình cái sự chắc chắn nếu như mà Karina mỡ hay tanh ngày xưa đâu. Nhưng bù lại thì một đường thẳng tiễn Fanny, kèm theo đó là Flames lên bả đêm số. Ở đây là có Tử Long, anh ta có lẽ rằng cũng đã đánh hơi được cái ngưỡng sức mạnh đến từ vị trí của mỡ anh em ạ, cho nên anh ta đang gọi là lởn vởn ở đường giữa để xem có một cái tình huống lao vào không. Nhưng không chờ anh ta xem, mỡ ta lao thẳng vào luôn, tiễn Tử Long lên bả đêm số. KDA thời điểm hiện tại đang là 14-3-12 và tiếp tục đứng rình rập lao vào 1-1 và 15-3-12. Chậu này ở đầu game của mỡ nó rất là thọt anh em ạ, nhưng đến thời điểm hiện tại là mỡ đang mang để cho team mỡ một cái gọi là hy vọng, khi mà anh em có thể nhìn thấy rằng là mặc dù xạ thủ của team mỡ nó mãi nó vẫn chưa chơi, nhưng cái con Karina trong tay của mỡ nó đang gọi là gánh team cực kinh khủng, tiếp tục là lao vào xoáy cây nhẹ. Ở đây là cái vị tướng Framis đã phải bày màu mất rồi. Trận đấu này thì về cơ bản là team của mỡ đang mang lại, đang dần dần có được cái lợi thế nó quay trở lại anh em ạ. Còn thì cá nhân mỡ cho rằng là ủa dồi ôi tôi đi gánh tận 16 mạng cũng như thế này mà còn chưa có lợi thế nữa thì đúng là gọi là khép đít lại luôn. Ở đây sẽ làm tình huống giao tranh, mỡ lao rồi sát thương lên một cái con tử ở con trâu, thậm chí là trâu này đã có cho mình đó là cái khiên thần, nhưng cái khả năng lao vào rồi sát thương đến từ mỡ là quá mạnh mẽ và trâu đã phải lên bảng điểm số. Team bạn lại tiếp tục có thành viên phải nằm xuống. Mạng hạ gục của mỡ bây giờ đang là 16 mạng, tổng team mỡ là 24 mạng và mỡ thấy ở đây là one one không về được, xúc đang quá tởm. Mạng thứ 17 của cá nhân mỡ ở trong trận đấu này. Một game đấu mà anh em có thể nhìn thấy rằng là quá là một chiều, khi mà chúng ta có thể thấy được là để cho cái con Karina này nó mạnh lên, nó khó thở và nó không chịu đến như thế nào luôn. Thì bạn thì về cơ bản cũng đã có được cho mình những cái sự níu kéo cái trận đấu này đến từ vị trí của Tử Long, đến từ vị trí của Fanny. Mà có lẽ rằng đó là những cái sự níu kéo nó hơi yếu ớt và cái trình độ của cái con Fanny, của cái con Karina này nó đang nổi bật hơn bao giờ hết ở trong cái trận đấu này. Đường giữa có vẻ như là team bạn đang trà lên khi mà họ đã có được mạng đến từ Irithel này, đến từ Kazita này, nhưng mỡ móc lốp ở phía sau, quẹt qua quẹt lại cái nhẹ có được chúng mình đó là cái triple kill. Trận đấu này team bạn tưởng nhồng lên đã là thắng ở trong tiểu vừa xong, nhưng không, họ lại một lần nữa vòng mạng và với việc hạ gục đi được đó là các thành viên chủ chốt như thế thì team mỡ sẽ tiến vào trong phần rừng của team bạn để mà xem có lấy được cho mình đó là cái thêm tài nguyên nào không. Một lần nữa bốc hơi 1-1, chúng ta sẽ chờ cho Fanny hết những cái hiệu ứng kiên thần anh em nha. Anh em thấy không ạ, rồi hết kiên thần đúng không? Ui xồ ôi, xa thường nó cứ phải gọi là cực kỳ kinh khủng, mang về đó là cái mạng thứ 22 của cá nhân mỡ trong cái trận đấu này. Nhưng mỡ chưa muốn dừng lại, mạng thứ 23 anh em ạ, và sẽ là gọi là một cái tình huống suýt chút nữa đã quyện sạch các thành viên bên phía của team bạn. Đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 13 mà thôi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì tổng cái mạng hạ gục của team mỡ nó đã vượt trội hơn so với team bạn rồi, và có lẽ rằng nó đến từ 23 mạng hạ gục của cá nhân mỡ anh em ạ. Đây lại một lần nữa là mỡ sẽ lao vào anh em nhé, lao vào ai cũng được khi mà Châu anh ta còn rất thấp máu. Đổi từ đánh Châu sang đánh Tử Long và Tử Long đã phải lên bảng mất rồi. 1-1 khắc hết đó là cái nội tại và đang khuynh thành tiện vũ đến từ cái cô nàng xạ thủ bên phía của team bạn, và 1-1 đang nhảy vừa bắn. 1-1 đang mang để cho team mỡ những cái sự gọi là e ngại nhất định, nhưng mỡ ra cái là 1-1 tiền đình liền à. 1-1 lên bảng điểm số, mạng thứ 24 của mỡ. Đây là chiêu cuối đến từ vị trí của Farmis, mạng thứ 25 của mỡ anh em ạ. Ui, cái trận đấu này gần như là không dừng lại đến từ mỡ luôn anh em ơi. Khi mà những cái tình huống gọi là mỡ lao vào mỡ dồn sát thương có thể nói là cực kỳ quyết đoán, và mạng liên tục đổ về tích tích về tài khoản của mỡ. Ở thời điểm hiện tại là mạng thứ 25 khi mà đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 14. Với cái việc có được cho mình đó là nhiều mạng cũng đến là như thế này thì chắc chắn mỡ đang là người chơi sáng nhất bên phía của team mỡ, và ở thời điểm hiện tại đã là full đồ rồi.
Nhưng mà anh em đừng nghĩ rằng là mỡ full đồ như thế này thì nó sẽ dễ để cho chúng ta có thể chơi được, bởi vì chúng ta bây giờ chỉ cần lên bảng điểm số một lần thôi là chắc chắn mỡ nghĩ rằng team bạn hoàn toàn có cái kèo để lật. Bởi vì mỡ cầm con Karina này không phải là một cái con Karina lên tay anh em ạ, đây là một cái con Karina lên đam, nên là nó rất là mỏng anh em thấy không ạ. Khả năng sốc đam của Karina là có, tuy nhiên Karina là khá mỏng, và ở đây là có cái vị tướng Fanny lên bảng điểm số luôn, chiến công huyền thoại là của mỡ. Tiếp đến sẽ là dồn ra thương vào Châu, Châu anh ta mãnh long quá giang lại các thành viên bên phía của team mỡ và anh ta đào thoát được về thành công. Nhưng team bạn sẽ cần phải cẩn thận và lùi về đề phòng trước một cái con Karina 26 mạng hạ gục anh em ạ. Và với cái việc có được cho mình đó là cái con lót ở thời điểm hiện tại thì mới nghĩ rằng đây sẽ là cái cơ hội để mà team mỡ có thể kết thúc trận đấu này tại đây. Để xem nào, làm thế nào để chúng ta lao vào giao tranh với các thành viên này bây giờ. Ở đây có Wanwan, Wanwan lại mắc lỗi anh em ạ. Bật quyền triệu mùa đông để tránh mãnh long quá giang đi từ vị trí của Châu, và sau đó sẽ là từ khoan anh em ạ, không cần phải lao vào vội, bởi vì rõ ràng với cái việc chỉ có ba thành viên như thế này thì lao vào chúng ta rất dễ để có được những cái tình huống mà chúng ta bay màu ngược. Nhưng khi mà đã có Johnson đến thì team bạn sẽ phải tan tác chim muông mà thôi. Châu lên bảng điểm số, tiếp đến là Faramis cũng bay màu mỡ lao vào để câu đi cái khả năng chống chịu và cái khả năng phòng thủ đến từ vị trí của Tử Long và kết thúc trận đấu này tại đây. Và bài học rút ra đây là gì anh em? Khi mà xạ thủ của chúng ta phí, chúng ta chỉ cần gọi là hạ gục tầm 25-30 mạng, có lẽ như vậy nó là đủ anh em ạ. Thì đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh, hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nha. Peace.